Chào mừng các em đến với kênh Thầy Lem. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 4, tuần 4, trang 38-40 sách giáo khoa. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ Thầy Lem có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi, bữa nay mình sẽ vào phần nội dung, đó là luyện từ và câu, từ ghép và từ lấy. Một La Mã nhận xét cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau. Tôi nghe truyện cổ thầm thì, lời ông cha dạy cũng vì đời sau. Lâm Thị Mỹ Dạ. Thuyền ta chậm chậm vào ba bể, núi dựng treo leo hồ lặng im. Lá rừng với gió ngân se sẻ, họa tiếng lòng ta với tiếng chim. Hoàng Trung Thông. Thì ở cái câu ở cái phần nhận xét này, chúng ta có cái phần gợi ý, đó là từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành, từ phức nào do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành. Thì ở câu ở phần này, đề bài thì yêu cầu là chúng ta nêu được cái cấu tạo của những từ phức in đậm đó, ở đây trong các câu thơ này có gì khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy các từ phức truyện cổ nè, các từ phức như là truyện cổ nè, ông cha, đời sau, do các tiếng có nghĩa tạo thành là truyện cộng với cổ, ông cộng với cha. Như vậy từ phức thầm thì do các tiếng lặp lại âm đầu là thờ tạo thành. Các từ phức là từ phức lặng im do hai tiếng có như vậy từ phức lặng im do hai tiếng lặng cộng im tạo thành. Rồi ba từ phức chậm chậm, treo leo, xe sẻ do những tiếng có âm đầu, vần hoặc cả âm đầu lẫn vần lặp lại nhau tạo thành. Từ treo leo, hai tiếng treo và leo có vần eo lặp lại. Các từ chậm chậm xe sẻ lặp cả âm đầu và vần. Rồi tiếp theo hai La Mã ghi nhớ có hai cách chính để tạo từ phức là: một, ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau, đó là các từ ghép. Ví dụ tình thương, thương mến. Hai, phối hợp giữa tiếng có âm đầu hay vần hoặc cả âm đầu và vần giống nhau, đó là các từ lái. Ví dụ săn sóc, khéo léo, luôn luôn, vân vân. Ba La Mã luyện tập: hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ lấy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa. A. Nhân dân ghi nhớ công ơn chữ đồng tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông theo Hoàng Lê. B. Dáng tre vương mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn, rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trong thanh cao, giản dị, chí khí như người, thép mới. Thì ở câu số 1 này, đề bài yêu cầu chúng ta là hãy sắp xếp những cái từ phức được in nghiêng, đậm á. Ở đây cái từ ghi nhớ, từ đền thờ, từ bờ bãi, nức, tưởng nhớ, nhũng, cứng, dẻo dai, vững chắc, thanh cao. Thì đây là chúng ta sẽ viết những cái từ in nghiêng này, phân loại thành hai loại từ, đó là từ ghép và từ lấy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sau đây chúng ta sẽ sắp xếp như sau. Đầu tiên đó là từ ghép và ở bên đây là từ lấy. Thì ở câu A chúng ta thấy rằng từ ghép đó là nhân dân ghi nhớ công ơn, đền thờ, mùa xuân, bờ bãi, tưởng nhớ. Từ lái đó là nô nức. Ở câu B đó là từ ghép là dẻo dai, vững chắc, thanh cao, giản dị, chí khí.
Từ lấy đó là mộc mạc nhũng nhặn cứng cáp. Rồi tiếp theo, câu 2. Tìm từ ghép từ lấy chứa từng tiếng sau đây: A ngay, B thẳng, C thật. Thì từ ghép của từ ngay đó là ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ. Từ lấy đó là ngay ngắn. B thẳng là thẳng băng, thẳng cánh, thẳng cẳng, thẳng đuột, thẳng đứng, thẳng gốc, thẳng tay, thẳng tắp, thẳng tuột, thẳng tính. Từ lấy đó là thẳng thắn, thẳng thớ và thẳng thừng. C thật là chân thật, thành thật, thật lòng, thật lực, thật tâm, thật tình. Từ lấy là thật thà. Thì ở đây từ ghép ngay thẳng là một đức tính quý, học sinh xếp hàng thẳng tắp, hãy đối xử thật lòng với nhau. Từ lấy là tính thắng thật, thà như đếm, bạn hãy thẳng thắn góp ý cho tôi đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến của hắn. Thì ở đây là những câu mà chúng ta vừa đặt câu với những cái từ ghép và từ lấy nêu ở trên. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.